Chiều ngày 7 tháng 3, Liên đoàn Lao động huyện Phú tổ chức trao tặng 17 suất quà cho nữ đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và bệnh hiểm nghèo ở các công đoàn cơ sở trực thuộc nhân kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 1910, 8 tháng 3 2022 và 1982 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Tại buổi trao tặng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Nguyễn Thị Kim Uyên đã động viên và mong rằng các gia đình nữ đoàn viên vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, có thêm tinh thần, động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện trao tặng 15 suất quà cho nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 500.000 đồng tiền mặt, trao 2 suất quà cho nữ đoàn viên bệnh hiểm nghèo, mỗi suất 1 triệu đồng. Tổng số tiền trao tặng 9.500.000 đồng từ nguồn kinh phí hoạt động Liên đoàn Lao động huyện.